mình giữ dốc cho vụ sau. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách cắt cái cây hoa lay ơn. Xin chào các bạn, đây là những cây hoa lay ơn mà mình trồng đợt trước. Cái chậu này nó ra muộn hơn. Đây là những bông hoa tím, tím tạp sắc nhưng mà nó chưa lở. Còn cái chậu mà tím đậm hôm nọ mình quay cho các bạn xem thì mình đã cắt rồi, còn một cây thôi các bạn này. Còn một cây lúc này cũng đang sắp lở rồi. Thì đối với hoa lay ơn thì cũng qua rất là nhiều video mình chia sẻ cho các bạn rồi. Để giống hoa lay ơn cho vụ sau. Như các bạn đang quan sát đây, đây là những cây hoa lay ơn sau khi lở hoa và mình đã cắt đi. Hiện tại mình đang để mấy cái lá như thế này. Đấy. Khi mà hoa lay ơn nó nở hoa mà chúng ta cắt cành để cắm thì các bạn nhớ cắt cao lên một chút như mình cắt đây để mình giữ dốc cho vụ sau. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách cắt cái cây hoa lay ơn. Đây còn một cây nó sót lại, nó nở muộn này, hôm nay thì mình sẽ cắt để cho các bạn xem. Thì khi cắt thì các bạn cắt cao lên một chút, nhớ để lại khoảng độ 2 đến 3 cái lá phía dưới này. Đấy, mình cắt cao lên một chút để lấy cái phần ở trên này, còn ở dưới là phải để khoảng độ 2 đến 3 lá ở phía dưới. Cây này là cây còi nhất của mình, hôm nay nó mới lở đây. Hôm nay mới cắt, còn những cây kia nó hoa nó dài lắm. Mình cắt hết rồi. Cây này còi lắm, được có mấy lụ. Thì sau khi mình cắt xong như thế này thì các bạn cứ để im như này cho mình. Cứ để im như này cho mình. Thì toàn bộ những cây mình đã cắt hoa rồi, nó còn cái gốc với cái lá này thôi. Thì các bạn cứ để như này cho mình một thời gian nữa, là cái củ phía dưới này nó già đi thì chúng ta tiến hành thu hoạch củ. Làm thế nào để biết cái củ hoa lay ơn nó già? Thì qua video này thì mình lại chia sẻ cho các bạn cách nhận biết cái củ hoa lay ơn ở phía dưới nó đã già. Khi mình cắt hoa xong, để lại mấy cái lá như này, một thời gian sau thì những cái lá nó sẽ vàng, nó sẽ úa. Đấy, nó sẽ vàng, nó sẽ úa đi. Thì lúc đó chúng ta tiến hành đào cái củ lên. Đào củ lên thì mình phân loại ra cái củ to riêng và cái củ nhỏ con xung quanh ấy, thì mình để riêng. Thì bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cho các bạn xem ở một cái chậu khác. Như cái chậu này của mình là những cái cây hoa này trồng từ cái củ nó nhỏ, nó chưa cho hoa. Nó củ nhỏ thì nó chưa có hoa đâu các bạn ạ. Và lúc này cây thì cũng thấy coi như là vàng lá rồi. Này, vàng lá như này già rồi. Thì lúc này mình sẽ thu hoạch được củ các bạn ạ. Cây mà mình trồng từ củ nhỏ là nó sẽ chưa có hoa ở cái vụ đầu tiên. Nên là chúng ta phải trồng một vài lần, sau này cái củ nó to ra thì bắt đầu nó mới cho mình cái củ để mình trồng để cho hoa. Đây mình sẽ nhổ lên để cho các bạn xem. Củ lúc này thì rất là đẹp rồi, già rồi. Này, củ rất là đẹp rồi các bạn. Khi mà cái lá nó úa là củ nó sẽ già. Thì củ như này thì mình sẽ đem đi mình cất ở chỗ mát. Trong nhà mát thì mình để chỗ nào nó thông thoáng. Mình cắt bỏ cái cuống này đi các bạn. Khi cây nó già rồi, củ mà cảm thấy nó già rồi thì chúng ta tiến hành thu hoạch củ. Thì ngoài cái củ to này ra thì nó còn rất là nhiều cái củ con này. Đấy, củ con này mình vừa nhổ nó rụng ở dưới này các bạn này. Này, cái củ con ở dưới này rất là nhiều. Đây còn có cả củ cũng khá khá đây, chắc ở cây nào nó lụi rồi. Này, cái củ cũ thì nó sẽ teo đi như này các bạn này. Nó sẽ teo đi cái củ cũ này và nó hình thành ra cái củ mới này, củ nhỏ li ti này. Thì cũng có rất là nhiều video mình chia sẻ rồi, các bạn có thể xem lại. Đấy, những cái củ nhỏ này. Bây giờ thì mình sẽ đào tiếp cái cây bên này. Đấy, củ lúc này già đây các bạn này. Lá nó vàng là củ nó sẽ già. Củ này già rồi, bây giờ mình phải cất đi để chỗ mát. Sau này lúc nào nó có mầm nó mọc lên thì mình mới đem đi mình trồng. Hoa lay ơn này thì miền Bắc mùa hè vẫn trồng được các bạn nhé. Qua Tết các bạn có giống các bạn vẫn cứ trồng được. Trồng thì các bạn để chỗ nó có bóng mát đấy. Thì sau mùa hè nó vẫn có hoa bình thường. Đây củ con này nhưng mà rất ít các bạn. Cái củ con này mình cứ để đây này, mình lấp vào, sau nó lại mọc lên cây con, kệ nó. Đây nó sẽ mọc lên cây con như này các bạn này.
Đây nó sẽ mọc cây con như này này các bạn. Những củ con nó sẽ mọc những cái cây mới đầu nó lên nó như là cái cây lúa này. Đấy, xong dần dần nó sẽ tốt dần lên như thế này. Và sau nó sẽ cho cái củ như thế này là mình đem đi mình để giống được rồi. Đấy, củ to như này thì trồng hoa nó mới đẹp này các bạn này. Còn nguyên nhân các bạn trồng hoa nó thất bại là nhiều khi chúng ta trồng cái củ nó nhỏ quá. Hai nữa là chúng ta không chịu tưới nước cho nó để khô nhiều ngày. Nó cũng không có hoa. Đó là cái nguyên nhân trồng hoa này ơn nó thất bại. Tiếp đến là chúng ta trồng phải cái củ nó bị lấm bệnh. Những cái củ mà khi thu hoạch nó bị thối, nó bị nhiễm bệnh, chúng ta cũng đem đi chúng ta trồng là nó lên nó cũng không có hoa. Đấy, còn cái củ như này mình để một thời gian nó khô đi, nó teo đi, sau nó mọc mầm mới lên mình đem đi mình trồng là nó sẽ cho hoa. Đấy, củ con ở dưới này đây các bạn này. Đây là cái cây nó mọc từ củ con, mình sẽ quay cho các bạn xem này. Đấy, cái củ con ni ti ấy, cái củ nó bố xung quanh cái củ to ạ. Khi mình thu hoạch củ to xong thì cứ để ở dưới này những cái củ con, sau đó là nó sẽ tiếp tục nó mọc lên và sau chúng sẽ phát triển thành những cái cây nó như thế này. Đấy, như cây mình vừa nhổ, sau đó nó sẽ cho những cái củ to như thế này để chúng ta lấy làm giống. Bây giờ mình sẽ tìm ở dưới này, vừa nãy mình nhổ nó bị đứt hết cả, biết củ có to không, mấy cây vừa rồi nhổ bị đứt đấy các bạn. Nó sâu quá. Dưới này mưa nhiều quá ướt này. Củ này vẫn non. Đây là những cái củ nó vẫn còn non các bạn này. Đấy, vừa mình nhổ nó bị đứt cái cây này. Củ này mình cứ để dưới này kệ nó. Nó chưa già kệ nó cứ để đây. Những cây nào mà nó úa nó già thì mình mới thu hoạch cho. Còn những cây nào mà nó còn non ấy thì cái củ ở dưới nó chưa già đâu các bạn. Đây, củ này rất là già rồi đây các bạn này. Đây, rất là già. Đây, củ con của nó đây, rất là nhiều. Củ con này tách ra, mình đem mình gieo. Mình lại gieo vào đây thôi. Những cái củ này mình để nó phải nửa năm, hơn nửa năm nó mới có mầm. Những cây nào già già thì mình sẽ lại nhổ tiếp đi. Đây, mấy cây này vẫn còn non lắm, chưa thu hoạch được. Cây nó phải vàng vàng úa cây thì mình đào lên thì củ nó mới già. Này, củ này vẫn non các bạn, chưa được già. Cái củ cũ của nó này, củ này thì không làm gì được, vứt bỏ đi các bạn. Củ hoa lay ơn để giống nó rất dễ các bạn. Đấy, cứ những cái củ li ti này chúng ta đem đi chúng ta gieo, không chăm sóc nó tốt lên, sau nó lại thành cái củ như này. Củ này là củ thương phẩm mà. Củ thương phẩm sau nó sẽ cho hoa từ những cái củ to này, nhưng mà củ này chưa được già, cây nó phải khô tí nữa nó mới già. Hôm nay đào mấy củ làm video cho các bạn xem thôi, còn đây mấy cây nữa kệ, khi nào nó già thì mình đào tiếp. Đào xong thì mình cắt bỏ đi. Đấy, cái lá của nó đây các bạn này. Cây mà nó già là lá nó sẽ vàng như này này. Khi mình thu hoạch này, cái cây nào nó già, nó úa lá như này là củ ở dưới rất là già. Đấy, lúc này được mấy củ đây các bạn này. Củ này thì cũng hơi nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ đem đi mình để chỗ khô ráo, nó cứ để nó khô tự nhiên thôi. Mình cho vào cái giỏ nhựa mình treo lên chỗ nào nó khô ráo ở trong nhà. Sau khoảng độ nửa năm trở ra thì bắt đầu nó mới có mầm. Nó như là củ tỏi mới lại như là củ hành. Để lâu thì nó sẽ tự mọc mầm. Khi mà mầm nó mọc thì mình đem đi mình trồng. Mình trồng ấy, chả chăm gì đâu nhưng nó rất là to các bạn. Nhiều khi nó còn to gấp rưỡi thế này. Những củ to nó như cái bánh rán ấy. Mà mình cũng không chăm sóc gì. Như riêng ở bên nước ngoài củ người ta không biết ta trồng kiểu gì, củ nó chỉ bé như này thôi. Mà mình mua về thì hoa nó rất là đẹp. Mình trồng hoa nó rất là đẹp. Mà trong khi đó trồng ở Việt Nam mình thì củ nó rất to.
chả chăm gì đâu nhưng mà rất là to các bạn. Thôi, video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.